đầu tiên mà Mina sẽ bao gồm trong cái danh sách gọi là 8 sản phẩm mà Mina nghĩ rằng các bạn đang tập make up nên có trong cái make up bag của mình, đó chính là một em máy rửa mặt. Và em rửa mặt ngày hôm nay mà Mina sẽ giới thiệu cho mọi người có một cái màu hồng xinh xắn như thế này, và em ấy có tên là Tapolisa. Mina nghĩ rằng đây là một em máy rửa mặt rất là tiện lợi và khá là phù hợp cho cái việc rửa mặt hàng ngày. Bởi vì Mina thì thường Mina dậy thì Mina sẽ dùng em này để rửa mặt, cũng như là sau một ngày dài về vào buổi tối thì Mina sẽ sử dụng em này để mà tẩy trang luôn. Có những 8 chế độ dung khác nhau. Mở thì mình bấm vào cái nút này này, mình sẽ ấn vào nút cộng để mà tăng cái độ chế độ dung của nó nếu như mà mình muốn tẩy tế bào da chết. Và nếu mà mình chỉ muốn gọi là rửa mặt hàng ngày thì mình sẽ bấm vào dấu trừ để cho nó làm nhẹ lại cái chế độ dung để mà nó không làm da mình bị kích ứng. Và lý do tại sao mà Mina lại để em này vào vị trí đầu tiên trong danh sách 8 sản phẩm khác của Mina, khi mà chúng ta nói về các bạn đang mới bắt đầu tập make up thì cái việc mà phải sử dụng nhiều cái khối lượng nhiều make up lên mặt thì nó rất là gây hại đối với da mặt của mình, cũng như là dễ gây kích ứng da. Và trong cái giai đoạn này thì mình nghĩ rằng các bạn nên tập trung trong cái việc chăm sóc da mặt của mình, giữ vệ sinh da mặt của mình. Và đó chính là tại sao mình đang nghĩ rằng các bạn nên sắm cho mình một em máy rửa mặt như thế này. Và có một điều nữa mà Mina thích cái em máy rửa mặt Tapolisa này, đó chính là em nó rất là dễ dàng trong cái việc giữ vệ sinh. Khi mà Mina rửa mặt xong, Mina chỉ cần tráng qua thôi là máy nó sạch rồi, cũng như là khi mà hết pin ấy, Mina chỉ cần cắm pin, mở cái khúc này ra này, xong rồi cắm pin, thế là mình đã tiếp tục sử dụng được. Và sản phẩm thứ hai đó chính là combo của kem chống nắng và makeup primer. Đối với Mina thì kể cả việc Mina không có makeup hay là Mina có makeup ra ngoài thì Mina sẽ luôn luôn sử dụng kem chống nắng để mà bảo vệ da mình khỏi tia nắng mặt trời. Và đối với makeup primer thì mỗi khi mà trước khi Mina apply bất cứ cái gì lên mặt, như là trước khi apply foundation, thì Mina chắc chắn sẽ có phải có một lớp nền cực kỳ gọi là tốt. Và đây chính là em makeup primer mà Mina cực kỳ tin tưởng. Thì nói chung nói về một vài cái công dụng của makeup primer thì nó sẽ gọi là giúp mình se khít lỗ chân lông và cũng như là ngăn cái việc đổ dầu và răng lỗ makeup. Cho nên là các bạn nên sắm một em nha. Sản phẩm thứ ba đó chính là foundation. Và đây là hai em foundation mà Mina luôn luôn gọi là tin dùng, và Mina rất là thích hai em này và sẽ luôn luôn gọi là recommend cho mọi người. Nếu như mà có cơ hội thì hãy tìm em Bonjour Paris Healthy Mix Serum này, bởi vì như các bạn đã thấy trên da mình đây, nhìn rất là khỏe khoắn. Em L'Oreal True Match thì nó cũng gọi là, bởi vì là drugstore product cho nên là khá là phù hợp với giá tiền các bạn sinh viên, cho nên là các bạn hãy thử tìm em này nha. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm Mina sẽ để dưới description box, các bạn hãy check ở bên dưới nha. Sản phẩm số 4 sẽ liên quan đến lông mày. Thì ở đây Mina có hai loại mà Mina thích nhất, và bút chì thì Mina sẽ gọi là không có phải là fan cho nên Mina sẽ bỏ qua. Và đây thì để recommend cho các bạn một sản phẩm vừa hợp túi tiền và cũng như là vừa tiện lợi thì nó sẽ suggest em Rimmel Brown This Way. Còn em này thì nó hơi mắc nên là mình bỏ qua một bên. Thì đấy, em này thì vừa có gel và vừa có gọi là bột cho nên là cực kỳ tiện lợi. Chính là bronzer. Hai bronzer này thì đều là drugstore product, và Mina cũng nghĩ rằng là trong video này của Mina cũng không có một cái gọi là sản phẩm nào mà nó quá mắc hết, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể thử tìm em Rimmel Natural Bronzer hay là em Savvy này. Lý do tại sao Mina nghĩ rằng các bạn nên có em bronzer này đó chính là nó có rất là nhiều công dụng khác nhau. Các bạn có thể sử dụng một em này để mà làm eyeshadow trên
viền mắt, bầu mắt, cũng như là dùng để contour mũi cho nhỏ hơn, cũng như là contour gò má, contour mặt. Cho nên là đó là lý do sao mình nghĩ rằng các bạn nên mua một em bronzer. Mà Mina nghĩ rằng các bạn mới bắt đầu makeup nên có trong cái makeup bag của mình, đó chính là một em eyeshadow như thế này, mini và tiện dụng. Có rất là nhiều cách để sử dụng luôn. Như ví dụ như Mina sử dụng em này để mà đánh highlight phần mũi, em màu gold shade này để đánh vào phần màu mắt, và sử dụng em màu đen này để đánh eyeliner. Mascara. Trong lần này Mina sẽ có hai em mascara mà Mina cực kỳ thích luôn. Một em là của L'Oreal có tên gọi là Telescopic Extra Black, và cái này là của Maybelline, nó được gọi là Last Sensational Mascara. Rồi, sản phẩm cuối cùng sẽ có mặt trong danh sách 8 sản phẩm mà các bạn mới bắt đầu makeup nên có, đó chính là hai màu son như thế này, một màu son gọi là tông nốt và một màu son đỏ. Lý do tại sao mà các bạn nên có hai màu như thế này là để các bạn có thể mix hai màu này, để khi các bạn muốn màu nhạt hay màu đậm thì các bạn hoàn toàn có thể có được tất cả các màu bạn muốn. Vậy cuối cùng thì video clip cũng đã kết thúc rồi, và Mina mong rằng là các bạn đã thấy video clip này bổ ích và thú vị. Và nếu như mà các bạn muốn Mina làm và những cái kiểu video mà về tips cũng như là miệng làm đẹp thì hãy comment phía bên dưới để Mina biết nha. Và các bạn đừng quên là hãy subscribe kênh YouTube của mình cũng như là đặt like với cái video clip này, và hẹn các bạn trong video clip tiếp theo. Bye bye. À quên.